Chưa đi chưa biết xe tàu, đi rồi mới biết xe tàu giàu nhanh. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đạt Xe Tải. Và ngày hôm nay sẽ là một mẫu xe mới về. Đáng nhẽ ra mình định đi đánh đi rửa đáy sạch sẽ cho em nó rồi mới quay cơ, cơ mà không cưỡng nổi cái độ mộc mạc của em nó. Một mẫu xe Thaco Olin 500B đời 2017, gương cao, kính điện đời cuối của dòng xe máy cơ. Và chiếc xe này có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn các bạn nhé. Điều đầu tiên đó là 2017 bây giờ là năm 2022. Năm đấy mình nhớ không nhầm là cái thời điểm 2017 con xe này nó cũng chỉ tầm trên 400 thôi, trên 400 triệu là có thể sở hữu được một em xe mới tinh rồi. Nhưng bây giờ ấy, đã khoảng đâu đó hơn 4 năm trôi qua, tại sao dòng xe này nó vẫn giữ giá đến vậy? Nó vẫn ngoài 300. Một chiếc xe máy cơ. Xe thực sự là nó sẽ là động cơ mang công nghệ Isuzu, nhưng mà nói đi nói lại thì nó vẫn là xe tàu. Vậy tại sao người ta vẫn chấp nhận cái giá, thậm chí là nó không chênh nhau so với giá xe mới là bao nhiêu? Tại vì máy xe tàu nhưng mà nó lành, và xe tàu nhưng mà nó tiết kiệm nhiên liệu vô cùng. Đợt tôi đi vào Quảng Trị ship cho bác Tân, bác ở Quảng Trị, và trong đấy xong tôi lấy con K165 ra, thì khi tôi vào thì tôi mất 1 triệu tiền dầu, và khi tôi ra đánh con xe không này, đánh con 500B này vào trong đấy mất 1 triệu tiền dầu, và khi tôi đánh con K165 ra mất 1,5 triệu. Mà con K165 thì nó bé tí luôn, nó dài lọt lòng thùng nó bay 3,5 m, còn con này là dài 4,25 m cơ, lọt lòng thùng con này 4,25 m cơ, chứng tỏ con này so với lại tải trọng thì thực sự nó lợi dầu, đồ thay thế nó cũng rẻ, nó cực rẻ luôn. Và nếu là tàu thì con này trong cái phân khúc xe tải 2,5 tấn nâng tải 5 tấn thì nó lành và được nhiều người tin dùng. 2017 tất cả các mã kính còn zin, từ mã kính phụ cho đến là tất cả kính lái vẫn là zin. Nếu có chê thì như chiếc xe này chê những cái phần ba lò sốc này, nó hơi xước mà thôi. Còn đâu là tất cả pha đèn này vẫn là pha đèn zin, sơn vẫn là sơn zin, sơn này vẫn là sơn zin, cộng với lại tất cả tem vẫn là tem zin, khuy bản lề cũng là khuy bản lề zin, chỉ mang tiếng là xe tàu thôi. Người ta bảo là muốn giàu thì đi xe tàu, thực sự là chả ai muốn đi xe tàu đâu, ai có tiền người ta mua xe hãng, xe Hyundai hết. Tuy nhiên rằng cái giai đoạn đầu tiên nó là cái giai đoạn tiền đâu, và giai đoạn tiền đâu thì cứ cái gì ra tiền nhanh, xoay vòng vốn nhanh thì chúng ta làm thôi. Đời 2017 thì nó có đời 2017 có những con thì nó vẫn là kính quay tay, nhưng cuối 2017 thì nó sẽ lên cái kính điện như thế này, lên kính điện như này. Và như chiếc xe này thì các bạn có thể thấy một cái điều khác biệt so với những chiếc xe khác, đó là có một cái test ở đây, nó là một hệ thống tưới lốp anh em ạ, nó là hệ thống tưới lốp, và bác chủ đã đầu tư thêm cả một cái hệ thống tưới lốp và để nguyên test này vẫn hoạt động bình thường. Và cái này nó gọi là cái cất mát, để mà tránh cái trường hợp khi chúng ta không sử dụng một thời gian dài chúng ta tắt đi, hoặc tối chúng ta tắt đi, đảm bảo an toàn là cái thứ nhất, và không tiêu điện là cái thứ hai. Như chiếc xe này thì có lẽ mình sẽ hai quả lốp trước là mới nhá, hai quả lốp trước là như mới luôn, đẹp, nó tóm lại tương đối đẹp. Còn còn ba quả sau, nó có ba quả sau thì nó xấu, thì mình sẽ tìm dàn lốp phần trăm của ba quả sau này mình sẽ đổi cho các bạn, cho xe nó đẹp hẳn đi. Đấy, mình sẽ đầu tư thêm 3 quả lốp đằng sau nữa cho các bạn. Và chiếc xe đã được lót sàn tôn. Chiếc xe đã được lót sàn tôn rồi. Cho lên là đây. Anh em về anh em sẵn dùng luôn. Còn nếu mà chở trâu chở bò thì nên đầu tư sàn lốp, còn nếu mà chở cám hay là chở hoa quả hay chở vật liệu thì sử dụng cái sàn này thì cũng gọi là thoải mái luôn, thoải và thoải mái luôn. Đấy, tất cả phần bửng đít đây mình vẫn để là sơn zin. Con này thì có thể so sánh với con biển 34 đợt trước mình bán ấy, con biển 34 được 10 phần thì con này cũng phải được 9,5 điểm. Đấy, nhưng con này thì được bác chủ bác đầu tư khá nhiều, thứ nhất là hệ thống tưới lốp, và thứ hai là hệ thống điều hòa thì bác cũng chuyển ra đằng sau luôn, hệ thống điều hòa bác cũng chuyển ra đằng sau luôn. Đây,
Đấy, hệ thống điều hòa đã chuyển ra đằng sau. Thì nguyên bản của thằng Olin 500B này thì hệ thống điều hòa thì nó sẽ ở bên cua lốp bên phụ. Thì khi để cái hệ thống điều hòa nguyên bản như vậy thì nó khi mà chúng ta đi đường nhiều ấy, đường xấu thì thực sự là cái dàn nóng điều hòa nó sẽ không trọn vẹn được. Một chiếc xe chưa rửa thì nước lã em cũng chưa rửa luôn. Nước lã em cũng chưa rửa luôn như anh em nhìn đấy. Thứ nhất thành thùng và thứ hai sàn sóng này. Đấy. Đây. Tất cả số và máy là nguyên bản 100% anh em nhá. Số máy là nguyên bản. Đây. Và phần nội thất đây. Đây là phần nội thất. Chưa rửa gì cả, nước lã cũng chưa rửa anh em ạ. Đấy. Vẫn để nguyên bản là phanh tay. Còn đâu anh em muốn lên lốc kê thì đầu tư thêm 3 triệu, 3 triệu rưỡi nữa. Để em nổ máy cho anh em xem nhé. Đây hệ thống tưới lốp thì có thể bật ở đây, đây là công tắc này. Đấy. Bắn thôi. Bật điều hòa đây này. Rét luôn, nó mát luôn, nó không như bọn kia. Tất cả trần vẫn là trần lỉnh nguyên bản này, chưa cả vẫn là trần lỉnh nguyên bản và đã được phụ từ bộ ghế bọc ra. Cái số của bọn này là nó chỉ in thôi, nó mạ thôi, cho nên là rất dễ mở. Như các bạn có thể thấy rằng chúng ta vẫn nhìn thấy hơn mờ mờ này và tất cả các cái da này vẫn là da zin về đầu. Và chúng ta vẫn có bác chủ nào mà sắp tới sử dụng thì vẫn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác bóc tem nhá. Cái này vẫn trải nghiệm được cái cảm giác bóc tem này. Đấy. Vẫn được trải nghiệm cái cảm giác bóc tem. Rồi. Cái gì đây? Công việc trước của bác chủ là cái gì đây? À, máy chạy bộ này. Nói tóm lại bác này bác ấy làm dịch vụ vận tải nhiều cái lắm. Đây là chuyến gần nhất hoặc là chuyến cuối cùng. Đây là chở máy chạy bộ lên máy tập thể gym đây. Rồi vẫn còn nguyên bản, chưa lên còi hơi. Ok, thì đó là về một chút, một vài chút, vài lét về cái chiếc xe Thaco Olin mới về salon ngày hôm nay. Sẽ lên sóng sớm cho anh em. Và nếu anh em cần tư vấn thêm thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số hiện thoại hiện trên màn hình. Mình tư vấn là hoàn toàn là miễn phí anh em nhá. Là điều hòa 2 chiều luôn. Thế bảo nhiều dây thế mà. Đây chuyển sang điều hòa nóng đây. Đây. Phát gắt luôn. Gắt lạnh. Nó lại nóng quá. Khai chiều. Đi mùa đông sẽ tiện. Đúng rồi. Mùa đông thế hợp lý. Nói chung là nguyên bản thì nó chỉ có một chiều thôi. Đúng rồi. Còn đây là nhạc chế, phù hợp với công việc. Cái này thì bị cắt mất ở tại Thaco rồi. Đã bị bắt hải, bắt trường hải Thaco bắt cắt mất rồi. Chúng ta sẽ đi thử con lại và tí nữa thì sẽ đánh xuống vòng vòng xuống dưới kia để rửa dưới kia luôn, rửa ráy cho em nó sạch sẽ rồi xếp vào bãi. Đây là sẽ đầu tư ở một cái đài, đài mới luôn. Thì nguyên bản thì nó cũng chỉ có như vậy thôi, nó không có cái gì nó gọi là đặc biệt cả. Đây à? Đây là nó to hơn, nó ép lại bây giờ. Em kia em 7 tấn, 700c, 7 tấn đồng kín. Máy rất căng. Mình rất thích đi những con Olin mà. Con này nó phải ngang con biển 34 ấy nhở? Con này 34 bán rồi ấy. Ừ, máy mình rất thích đi những con thì máy nó căng, nghe rất sướng. Như là
chưa còi hơi nhá. Con này vẫn nguyên bản hết. Nguyên bản, chưa có còi hơi. Bọn này thì vẫn 5 số tiến 1 số lôi. Máy nguyên. Con số zin. Mua một con xe thì cũng mong là xe không đâm va. Máy zin, số zin, sơn còn zin. Nhưng không phải con nào cũng được như thế. Được thế là tốt rồi. Đấy, mong đợi gì hơn nữa. Có liệng lái không anh? Không, cái này không liệng lái. Cái này cũng bình thường. Cái này là bình thường. Con này là nó sàn tôn rồi. Thực ra lên cái gương cao này nhìn có cái hay mà. Trông nó cũng đẹp. Lại có kính điện nữa. Kính điện, lắp điện. Kính điện như thế là điện thôi. Đấy lốp là mấy anh em đi đường đèo nhiều là thích. Chở nặng. Chở nặng. Ví dụ như nắng như này nhá. Chở nặng, tưới cũng sướng mà. Tưới nó mát lốp. Thực ra là không có điều kiện để mà tưới, phải chịu, chứ còn có điều kiện mà là có sẵn bộ này mà, cứ thế mà tưới thì bộ này tháo ra không bán được mấy bữa thì chó ấy nhở, hơn 2 củ đấy. Tháo ra được hơn 2 củ thực ra là để cũng được, ví dụ như trời nóng các bác chả đi đèo, bác đi đường nắng quá nó thì nhiệt độ, ví dụ như thời tiết ngoài trời nó 38-40 độ tưới như cái. Con này chắc cũng chẳng cần dán tủng gì đâu nhỉ. Con này cứ để nguyên xi nhỉ. Cứ để đây tí rửa ráy sạch sẽ là được. Đi xuống dưới ông nhà đối diện nhà em rửa. Ông rửa kỹ cho là được. Nhiều bác cứ thích xe nó phải bóng tấn. Nhưng mà quan điểm của em là cái gì mà nó gọi là zin mà nó vẫn nó khôn xe, nó thật xe thì mình vẫn cứ để cũ quá thì mình mới là cái quan điểm của nhiều bác thì cứ phóng là được, nhưng mà thực ra là nếu mà nó có độ zin thì vẫn để zin nó vẫn hơn. Cái này là để đút thẻ đúng không? Đúng rồi. Đây có tiền này, chẳng thu phí. Đây lọc ấy. Bác là bác ấy để khoảng tầm tờ 500.000 để cho bác tài sau ở trong còi. Vậy chưa gặp được bác nào như thế nhỉ? Bác nào mua bác nào vậy thử thể cho lộc cho bác sau. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ theo dõi Đạp Xe Tải. Chúc tất cả quý vị và bạn luôn vạn dặm bình an và tự tin tự mình tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạp Xe Tải vào ngày mai. Xin chào.